Ánh sáng bí ẩn xuất hiện, những chiếc cây mọc kỳ quái cùng cảm giác dựng tóc gáy là những mô tả về khu rừng bí ẩn Huyabakyu này. Được cho là pháo đài Dracula, khu rừng Huyabakyu ở Romania với diện tích khoảng 250 hecta là khu rừng nổi tiếng trên thế giới bởi mang trong mình những biểu hiện kỳ lạ cùng bí ẩn rùng rợn mà bất cứ ai bước vào Huyabakyu cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Những điều kỳ lạ ẩn giấu trong khu rừng tam giác quỷ Bermuda. Nằm rìa thành phố Cluj-Napoca, vùng Transylvania của Romania, khu rừng Huyabakyu nổi tiếng trên thế giới lần đầu tiên vào khoảng năm 1960 khi nhà sinh vật học Alexander Rusev phát hiện một vật thể lạ có hình dáng giống chiếc đĩa bay trên bầu trời gần khu vực rừng trong lúc ông đang thực hiện nghiên cứu. Vào tháng 8 năm 1968, một kỹ sư quân sự tên là Emin Berania cũng đã ghi lại một bức hình về chiếc đĩa bay tại khu rừng Huyabakyu. Bức ảnh về vật thể lạ của ông đã trở thành đề tài nóng hổi của những người săn lùng đĩa bay ngoài trái đất. Bí ẩn của khu rừng Huyabakyu còn nằm ở sự xuất hiện của những quả cầu ánh sáng ngay trên khu vực tăm tối nhất. Thứ ánh sáng này đã khiến cho các thiết bị đèn chiếu sáng hay là máy dò nhiệt trở nên vô hiệu hóa. Không dừng lại ở đó, Huyabakyu còn khiến nhiều người biết đến với danh hiệu là Tam Giác Quỷ Bermuda ở Romania. Sở dĩ khu rừng này được có tên như vậy là bởi vì không ít những câu chuyện kỳ bí liên quan đến sự mất tích bí ẩn hay là cảm giác sợ hãi bất an mỗi khi du khách bước vào Huyabakyu. Người dân của địa phương nơi đây đã kể lại rằng, ngày xưa có một người chăn cừu đã lùa 200 chú cừu vào rừng, nhưng sau đó cả người và cừu đều không thấy trở về. Nhiều du khách đã liều lĩnh tới thăm khu rừng Huyabakyu, đều ra về trong sự sợ hãi và thổ lộ. Họ cảm thấy buồn nôn, chóng mặt và cơ thể phát ban một thứ bí ẩn, thậm chí còn bị chảy xước và bỏng mà không biết lý do. Người khác lại cho rằng, khi bước vào khu rừng, họ không biết điều gì xảy ra và có một thế lực siêu nhiên nào đó như đang điều khiển họ. Chưa hết, khu rừng Huyabakyu còn ẩn chứa nhiều loại cây với dáng vẻ thân kỳ dị. Cụ thể, với chiếc cây có phần gốc uốn cong một góc 90 độ và vươn thẳng lên trời. Và đây là vài hình ảnh của những chiếc cây với dáng vẻ kỳ dị ở khu rừng Huyabakyu. Với dáng vẻ có phần kỳ dị, cùng với nhiều lời đồn đại mà nhiều người đã nghe thấy, tiếng nói vọng lại hay là màn sương bỗng nhiên trở nên dày đặc xuất hiện lúc chạng vạng ở khu rừng. Mà không ít người cho rằng, những cái cây với thân hình kỳ lạ này là nơi lưu giữ những linh hồn của những người đã khuất. Truyền thuyết bí ẩn về khu rừng càng ngày được đẩy lên cao khi Huyabakyu sở hữu cho mình một bãi đất trống nằm ở giữa khu rừng. Nhiều người đồn thổi, có lẽ khu đất đó ẩn chứa một điều thần bí nào nên cây cối mới không thể mọc lên được như vậy. Bí ẩn còn bỏ ngỏ. Vào thập niên 70, nhà sinh vật học Alexander Rusev cùng đồng đội đã quay trở lại đây và nghiên cứu về vấn đề này. Ông cho biết, những quả cầu ánh sáng không phải điều gì huyền bí, nhưng khoa học hiện nay vẫn chưa đưa ra lời giải thích đầy đủ. Loại ánh sáng kia thực chất là gì? Theo ông, những loài cây có hình dạng kỳ lạ như vậy cũng xuất hiện ở Rifino. Do đó, ông cho rằng đây là tác phẩm của con người xưa tạo ra với mục đích cụ thể. Tuy nhiên, mục đích đó là gì thì ông chưa khám phá ra được. Ước tính rằng, khi những chiếc cây này phát triển được khoảng 7 đến 10 năm, thì đã bị một vật gì đó đè lên nên mới khiến thân của chúng theo hình dạng như thế. Không chỉ Shirt mà rất nhiều nhà khoa học Anh, Pháp, Mỹ đã bị cuốn bởi truyền thuyết bí ẩn của khu rừng. Họ đã đến đây và tìm hiểu. Tuy nhiên, bí ẩn về Huyabakyu vẫn đang khiến các nhà khoa học phải đau đầu suy nghĩ. Sau khi ông Shirt mất vào năm 1993, thì đồng nghiệp của ông, giáo sư hóa học Ariane Bachut thuộc Đại học Bolivia đã thu thập tất cả những tài liệu kiếm được và in ấn cuốn sách mang tên là Phenomenele de la Badut Huyabakyu. Ấn phẩm uy tín của tạp chí Travel, Lisro và BBC đã cũng từng làm phóng sự về khu rừng bí ẩn. Chính bởi sự kỳ bí này mà Huyabakyu đã thu hút hàng triệu khách du lịch tới thăm và trải nghiệm. Cho đến nay, lời giải thích thật sự về khu rừng ma ám Huyabakyu này vẫn còn là một bí ẩn bỏ ngỏ. Một vòng tròn bí ẩn là những gì mà chúng ta thật sự quan tâm nhất. Ở đó không có bất kỳ một cái cây nào mọc lên. Việc lấy các mẫu đất và xét nghiệm phóng xạ đã được thực hiện trong vòng tròn. Tất cả đã mang lại kết quả tương tự như phần còn lại của khu rừng. Cây cối bên ngoài và vòng tròn phát triển theo hình dáng kỳ lạ cũng giúp khu rừng này càng trở nên nổi tiếng. Một số người tin rằng khu rừng đã bị ám bởi những linh hồn của người nông dân đã bị sát hại ở đó từ cách đây rất lâu.
Khu rừng lưu giữ rất nhiều dấu tích lịch sử vì có những bằng chứng cho thấy rằng từng có một nhóm người định cư ở đó từ thời kỳ đồ đá mới. Và sự thật về khu rừng này cùng với những chiếc cây thân hình kỳ lạ, với vòng tròn ở giữa mà không cây cối nào có thể mọc lên được, phải còn rất lâu nữa chúng ta mới biết được sự thật. Nếu như các bạn thích video này, hãy nhớ like và subscribe kênh Mr. Gold để có thể theo dõi những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.